cập nhật phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, tính đến 17 giờ 0 phút ngày 25 tháng 7 năm 2021, toàn tỉnh phát hiện 25 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó thành phố Long Xuyên 12 trường hợp, gồm một trường hợp tên HVV, thường trú tại Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, hiện đang thực hiện cách ly tạm thời tại Bệnh viện Bình Dân, thành phố Long Xuyên. 9 trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh tên HVV tại phường Mỹ Thạnh, hiện đang thực hiện cách ly tập trung tại Dăm Cống từ ngày 24 tháng 7 năm 2021. 2 trường hợp tên NNT và con tên NCS, địa chỉ ấp Khánh Châu, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú. Ông NNT là tài xế xe tải đi từ thành phố Hồ Chí Minh về tại trạm kiểm soát thành phố Long Xuyên, được test nhanh và xét nghiệm PCR có kết quả dương tính, đã thực hiện cách ly tập trung từ ngày 24 tháng 7 năm 2021. Thị xã Tân Châu 5 trường hợp, một trường hợp tên LVT, sinh năm 1994, khóm Long Hưng 2, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu. Ngày 18 đến 19 tháng 7 năm 2021, lái ghe đi Sa Đéc, Đồng Tháp bán gạo. Ngày 20 tháng 7 năm 2021, về nhà không khai báo y tế. Đến ngày 23 tháng 7 năm 2021, có nhu cầu đi ghe tiếp nên vào bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu làm test nhanh, kết quả dương tính, cho cách ly tại bệnh viện. Ngày 24 tháng 7 năm 2021, bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh phản hồi kết quả RT-PCR dương tính. 4 trường hợp còn lại là F1 gồm vợ, cha, mẹ, chị của trường hợp LVT. Tất cả các trường hợp trên đang thực hiện cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu. Huyện Thoại Sơn, 3 trường hợp, một trường hợp tên NVH liên quan đến ổ dịch thị trấn Long Bình đang thực hiện cách ly tập trung từ ngày 10 tháng 7 năm 2021 tại huyện An Phú, chuyển đến huyện Thoại Sơn ngày 17 tháng 7. 2 trường hợp, một trường hợp tên DNN, sinh năm 1980 và một trường hợp tên DNA, xã Thành Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Hai đối tượng trên đi ghe chở dịch chạy đồng về Thoại Sơn từ ngày 23 tháng 7 năm 2021, có khai báo y tế tại trạm y tế xã Vĩnh Trạch, được cách ly tại nhà ở ngoài đồng trại dịch. Ngày 24 tháng 7 năm 2021, được lấy mẫu xét nghiệm PCR lần 1 và có kết quả dương tính. Huyện Châu Phú, 3 trường hợp liên quan đến ổ dịch xã Bình Chánh, lấy mẫu gộp cộng đồng tại khu phong tỏa xã Bình Chánh. Thành phố Châu Đốc, một trường hợp tên NTD, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, là tài xế xe chở hàng của nhà xe Hùng Cường. Do nhu cầu đi lại, đến ngày 24 tháng 7, đối tượng đến Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân xét nghiệm test nhanh, có kết quả dương tính. Đến ngày hôm nay, 25 tháng 7, có kết quả PCR dương tính. Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang phát hiện một trường hợp tên NTD, xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành. Ngày 24 tháng 7, bệnh nhân có dấu hiệu sốt ho nên vào bệnh viện khám bệnh cùng vợ. Tại đây, được xét nghiệm đồng thời test nhanh kháng nguyên và PCR. Sau đó có kết quả test nhanh dương tính SARS-CoV-2. Người vợ có kết quả test nhanh âm tính. Đến 2 giờ ngày 25 tháng 7, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. Người vợ kết quả PCR âm tính. Lũy kế từ ngày 15 tháng 4 đến nay, toàn tỉnh có 230 trường hợp mắc COVID-19, có 2 trường hợp tái dương tính. Trong đó có 186 trường hợp trong tỉnh, gồm huyện An Phú 66, thành phố Long Xuyên 51, Châu Phú 21, Châu Đốc 12, Tịnh Biên 8, Phú Tân 1, Tân Châu 10, Tri Tôn 5, Chợ Mới 5, Châu Thành 3, Thoại Sơn 3, sau khi nhập cảnh là 44 trường hợp.